Công an thông tin vụ người đàn ông đánh chết phụ nữ trong khách sạn. Do nghi phạm có dấu hiệu khủng hoảng tinh thần nên cơ quan tố tụng trưng cầu giám định tâm thần. Ngày 22 tháng 11, Công an tỉnh Cà Mau thông tin chi tiết vụ Nguyễn Văn Xuân, 56 tuổi, ngụ thành phố Cà Mau, đánh chết người phụ nữ trong khách sạn. Thượng tá Phan Bửu Kiếm, trưởng phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cà Mau, cho biết về tiền sử, nghi phạm Xuân không có dấu hiệu bệnh tâm thần. Từ năm 2019, ông Xuân và chị NTT, 39 tuổi, ngụ xã Lâm Hải, huyện Nam Căn, có mối quan hệ tình cảm song cả hai chỉ qua lại chứ không chung sống như vợ chồng. Khoảng 18 giờ ngày 9 tháng 11, ông Xuân cùng chị T đến thuê phòng tại một khách sạn ở phường 5, thành phố Cà Mau. Đến 8 giờ ngày 10 tháng 11, nhân viên khách sạn phát hiện trong phòng của ông Xuân thuê có việc đánh nhau, phát ra tiếng động lớn nên xuống báo cho lễ tân. Theo công an, nghi phạm Xuân dùng ghế gỗ đánh người tình. Chưa ghế gãy, Xuân dùng hai chân ghế tiếp tục đánh chị T bị đánh dã man. Chị T mở cửa phòng chạy ra ngoài nhưng vẫn bị ông Xuân lao đến tấn công. Tại hành lang khách sạn, một người khách đang thuê phòng phát hiện vụ việc đã đến can ngăn nhưng bị ông Xuân đánh bầm mắt. Lúc sau, vị khách trên định tiếp tục can ngăn nhưng thấy ông Xuân hung hãn nên dừng lại. Lễ tân khách sạn gọi điện báo cho công an phường. Con trai ông Xuân cũng nhận được thông tin nên chạy đến khách sạn. Khi đến nơi, người con đưa ông Xuân rời khỏi khách sạn. Chị T được đưa đến bệnh viện cấp cứu với chẩn đoán đa chấn thương và tử vong sau đó. Thượng tá Phan Bửu Kiếm cho biết đến thời điểm này, cơ quan cảnh sát điều tra chưa làm việc được với nghi phạm Xuân. Do sau khi gây án, ông Xuân bị khủng hoảng tinh thần, liên tục la hét, quậy phá, đi tiểu mất kiểm soát, không ăn uống trong thời gian bị tạm giữ. Do có dấu hiệu khủng hoảng tinh thần nên cơ quan tố tụng trưng cầu giám định tâm thần đối với ông Xuân. Ngày 14 tháng 11, công an đưa ông Xuân đến Trung tâm Pháp y Tây Nam Bộ tại thành phố Cần Thơ. Tại đây, bác sĩ xác định tình trạng sức khỏe của nghi phạm này không đủ điều kiện để giám định tâm thần. Bác sĩ đề nghị cơ quan điều tra đưa ông sang Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị. Tại bệnh viện, ông Xuân bị hôn mê, hiện các bác sĩ đang điều trị tích cực nhưng chưa có dấu hiệu phục hồi. Cơ quan điều tra đã thông báo đến gia đình để phối hợp điều trị cho ông Xuân. Tuy nhiên, phía gia đình không có kinh phí. Hiện cơ quan điều tra đang chi trả cho bệnh viện khoản chi phí này, Thượng tá Phan Bửu Kiếm thông tin. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can Xuân để điều tra hành vi giết người. Hoài Thanh, Vietnamnet, Dinh đặt lại tiêu đề bài viết.